Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc pháp không quên mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì chân như thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc chân như thanh tịnh, hoặc tánh luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì chân như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh.